Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 4 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản. Trước đó, để thoát thân thì nhóm cướp này đã bỏ chạy và chống trả quyết liệt, buộc lực lượng công an phải nổ súng trấn áp. Nhóm thanh niên bị bắt gồm Nguyễn Thanh Tuấn, 22 tuổi, Nguyễn Trung Quốc, 25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Lê Trung Hậu, 21 tuổi, Lê Khánh Linh, 25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, vào ngày 27 tháng 4, các trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Bến Cát phối hợp cùng Công an phường Thới Hòa tổ chức tuần tra. Khi tuần tra đến khu phố 3A, phường Thới Hòa, thì phát hiện Quốc và Tuấn đang điều khiển xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi phát hiện có người theo dõi, hai thanh niên này đã tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng truy đuổi, áp sát, khống chế để bắt giữ. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện trên người hai thanh niên này đang giấu hai chiếc điện thoại di động. Hai thanh niên này khai nhận cả nhóm có 4 người, Quốc và Tuấn có nhiệm vụ cản địa để Hậu và Linh đi cướp giật. Khi cả nhóm đang trên đường tìm con mồi thì bị bắt. Qua lời khai, lực lượng công an nhanh chóng truy tìm hai thanh niên còn lại. Khi phát hiện Hậu và Linh đang lẩn trốn vào một nhà trọ thuộc phường Phú Chánh, thành phố Thủ Dầu Một, thì lực lượng công an nhanh chóng vây bắt. Hai nghi can bỏ chạy và chống trả quyết liệt, lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Tuy nhiên, Linh đã nhanh chân điều khiển xe máy bỏ chạy. Cũng vào thời điểm này, cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tuần tra thì nhận được tin báo, đồng thời phát hiện Linh bỏ chạy với tốc độ cao nên đã nhanh chóng truy đuổi. Khi đến đoạn đường Lê Lợi thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một thì bắt giữ được người này. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.